Xin chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ tại số 5 đường Thành Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Auto88 xin phép giới thiệu tới quý anh chị một mẫu xe đình đám trong phân khúc hạng C, đó là chiếc Honda Civic phiên bản 1.5L Turbo, sản xuất và đăng ký năm 2017, biển gốc thành phố luôn anh chị nhé. Đó thì nó là một trong những mẫu xe cực kỳ hot để anh chị có thể đón Tết âm lịch năm nay. Đó, xe rất là hay, chiếc xe đến từ Nhật Bản, thương hiệu cực kỳ là cao cấp. Đó, đây thì chiếc Honda Civic phiên bản 1.5L Turbo chạy 3,6 vạn km, biển gốc Sài Gòn, một chủ từ đầu luôn anh chị nhé. Xe thì có ngoại thất màu trắng ngọc trai, form này là form hoàn toàn mới, form cực kỳ đẹp luôn. Đó, bản này cũng là bản L, bản 1.5 Turbo là cái bản cao nhất. Đó, thì việc đầu tiên em vẫn mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Xe có ngoại thất cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Cái thiết kế của Civic nó vượt trội hẳn hơn so với tất cả những chiếc xe ở phân khúc hạng C. Đó, đèn hậu thiết kế kiểu boomerang cực kỳ đẹp luôn. Và tất cả đèn trên Honda Civic phiên bản L là đèn full LED luôn anh chị nhé, cực kỳ đẹp. Đó, bộ vành cũng rất là đẹp luôn, đẹp hơn hẳn so với vành trên phiên bản E. Đây, đó, điều đầu tiên đáng nói đến nhất phải là cặp đèn LED full LED của Honda Civic, nó cực kỳ đẹp luôn. Thứ hai là cái thiết kế design, hard design mới của Honda, nó lên chiếc Honda Civic nó mang cái hơi hướng như một chiếc xe đến từ tương lai, cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ giới thiệu rất là nhanh về xe thôi. Đó, xe thì cũng ở dưới cũng đã thêm một cặp đèn GTR siêu sáng rồi. Nói chung là đèn của Honda Civic thì khỏi bàn, sơn xi của xe thì vẫn còn rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đó, sơn zin trên xe em nghĩ là còn khoảng đến hơn 80%. Vành lốp thì dày cộp luôn anh chị nhé, chạy 3,6 vạn km thôi. Đó, anh chị thấy không? Đây, tiếp đến là phần nội thất của chiếc xe. Đó, sau hơn 3 năm sử dụng, chiếc xe nội thất vẫn khá đều luôn anh chị nhé. Còn một chút cái nhăn nhăn ở đây thì không đáng kể, vì da của Honda gần như con nào cũng là như vậy, chỉ có chạy ít thì mới được như này thôi. Da thì da cao cấp, thiết kế rất là ôm lưng. Đó, vẫn còn rất là ok anh chị nhé. Đây, vô lăng xe rất là mới. Cái vô lăng ở trên cái phiên bản 2017 này nó còn full hơn cả bản RS 2020, vì đây nó vẫn còn vô lăng cảm ứng này. Cái này mình chỉ vuốt lên vuốt xuống này. Đấy. Và bản rất là hay khi cái bản L trên 2017 nó vẫn được trang bị cửa sổ trời, trong khi bản RS 2020, 2021 lăn bánh chạm 1 tỷ nhưng lại bị cắt option là cắt cửa sổ trời rồi. Đó. Ghế thì vẫn được trang bị ghế điện anh chị nhé, ghế chỉnh điện 8 hướng. Hai kính trước là lên xuống đều auto. Đó, hàng ghế sau vẫn cực kỳ mới luôn anh chị nhé, rất là rộng rãi, vẫn được trang bị cửa gió điều hòa phía sau, bệ tì tay, rất là tiện lợi. Rồi, đến phần cốp nào. Cốp Civic thì rộng khỏi bàn luôn. Đó, có mấy cái vẻ che mưa em vừa bóc ra đấy, gập được 46 luôn anh chị nhé, tạo ra một cái khoảng để đồ cực kỳ rộng. Đó, xe thì full lịch sử bảo dưỡng tại Honda Cộng Hòa. Đó, anh chị thấy không? Ghế xe cực kỳ mới luôn nhá. Và da là da xịn, da nó là da xịn, ngồi rất là sướng luôn. Đó, ghế bên này thì chỉnh cơm thôi, nhưng vẫn còn khá là mới luôn anh chị nhá. Đây, trên khu vực cần số của xe thì vẫn được trang bị brake hold này, phanh tay điện tử này, chế độ econ tiết kiệm nhiên liệu này. Màn hình thì vẫn được trang bị camera lùi và cái điều hòa bằng cảm ứng luôn. Đó, ở trên đây thì nó một cái thanh phay mạ chrome thì rất là đẹp, sang trọng. Đây, em sẽ mời quý anh chị lên xe. Đó, thử vào ngồi xem nào. Thiết kế mới của Honda rất rất đẹp. Nó làm mưa làm gió tại cái thời điểm đấy,
Mà thời điểm đấy con xe này lăn bánh, em nhớ đâu đó là sẽ ngang ngang Mazda 6 là hơn 1 tỷ một chút đấy, so với thời điểm năm 2017 đó. Đây lễ chuyển số trên vô lăng này, cực kỳ hay này. Để em thử nổ máy nhá. Đó, anh chị thấy không? Bảng táp lô đồng hồ điện tử cực kỳ đẹp luôn. Đó, xe mới chỉ chạy 3,6 vạn km thôi. Em cực kỳ thích cái chiếc xe này vì trong phân khúc nó là một trong những chiếc xe được trang bị cái màn hình là màn hình full điện tử. Tất cả đều hiển thị trên cái bảng đồng hồ này, cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Vẫn là một cái điều cực kỳ đặc trưng của Civic, đó là hiển thị km bằng số. Đó. Camera thì camera re ba góc đánh lái luôn anh chị nhé. Rất là hay. Đó. Rồi, điểm qua một chút vậy thôi. Thì hiện tại chiếc Honda Civic phiên bản 1.5L Turbo, phiên bản cao cấp nhất của Honda Civic, sản xuất và đăng ký năm 2017, một chủ từ đầu, đang được Auto 88 chào bán với giá là 740 triệu. Xe thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe trong vòng 5 năm anh chị nhé. Tất cả các xe Auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Thì quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình 096 140 8888 hoặc 035 673 8888. Anh chị có thể qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa để kết bạn, hoặc là inbox với em để em có thể tư vấn về xe cho anh chị. Đó. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video của em Thái Hòa.